Chào mừng tất cả các em đến với tiết học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay sẽ là bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Các em cùng mở sách giáo khoa tập vở. Các em sử dụng tư liệu sách giáo khoa trang 34-35. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Các em cùng đọc tham khảo ví dụ tri thức là sức mạnh trong sách giáo khoa trang 34-35. Với văn bản tri thức là sức mạnh, với cấu tạo 4 đoạn văn, việc đầu tiên chúng ta xem lại và cho thầy biết được nội dung của văn bản đang bàn bạc về vấn đề gì. Xuyên suốt từ phần tựa bài đến từng đoạn văn, các em có thể dễ dàng nhìn ra và thấy được nội dung của văn bản đang bàn về một vấn đề hết sức thiết thực của cuộc sống hôm nay. Đó chính là sức mạnh của tri thức, vai trò quan trọng của tri thức trong cuộc sống, trong các hoạt động của xã hội. Và từ nội dung như vậy, nhìn lại văn bản, theo các em, văn bản này có bố cục như thế nào? Văn bản có thể chia ra làm mấy phần, và mỗi phần như thế, nội dung của nó cho chúng ta biết được điều gì? Với cấu trúc một văn bản 4 đoạn văn, thì các em, chúng ta có thể chia văn bản thành 3 phần phân biệt như sau. Phần 1, đoạn văn thứ nhất, là phần mà tác giả đặt vấn đề tri thức là sức mạnh. Tiếp theo là phần 2 gồm 2 đoạn, đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3. Hai đoạn văn, tác giả đã sử dụng một loạt những lý lẽ và dẫn chứng để chứng minh và khẳng định tri thức đúng là sức mạnh trong công việc, và đồng thời tri thức cũng là sức mạnh làm nên các cuộc cách mạng vĩ đại của đất nước ta. Và phần 3 là phần cuối cùng, đoạn thứ 4. Đây là phần mà tác giả phê phán những người chưa biết quý trọng và sử dụng tri thức không đúng mục đích. Ngày hôm nay, tính thiết thực của văn bản này chúng ta vẫn còn bắt gặp rất rõ. Chúng ta tiếp tục ở các phần tìm hiểu tiếp theo. Vậy thì từ nội dung và bố cục văn bản như vậy, các em xác định cho thầy các câu luận điểm chính có trong văn bản, có trong từng đoạn văn. Xem xét đoạn văn thứ nhất, các em có thể thấy ngay câu luận điểm tác giả đưa ra rõ ràng cho quan điểm của chính mình. Đó là câu tri thức là sức mạnh. Tiếp theo, chúng ta cũng nhìn thấy được câu luận điểm mà tác giả đặt ra một vấn đề hết sức thiết thực ngày hôm nay. Rõ ràng, người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi. Ở đoạn văn thứ hai, ngay câu mở đầu, chúng ta thấy
Đó là một câu luận điểm rất mạnh mẽ với sự khẳng định của tác giả. Tri thức đúng là sức mạnh. Ở đoạn văn thứ ba, tác giả cũng có một câu luận điểm: tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng. Và ở đoạn văn thứ tư, các em sẽ thấy rằng tác giả đi đến phê phán bằng một câu luận điểm mở đầu khá dài: tri thức có sức mạnh to lớn như thế, nhưng đáng tiếc là không còn ít người chưa biết quý trọng tri thức, và họ không biết rằng muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cường quốc các nước trong khu vực và thế giới, vẫn phải có biết bao nhiêu nhà tri thức tài năng trên mọi lĩnh vực. Vâng, bốn đoạn văn, và chúng ta cũng xác định được các câu luận điểm, những câu có tính chất định hướng cho người đọc về nội dung tác giả hướng tới. Từ những câu luận như vậy thì các em xem xét lại một cách thấu đáo các luận điểm mà tác giả thể hiện ấy đã diễn ra rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết hay chưa. Hay nói một cách khác, các luận điểm ấy đã và đang sắp xếp một cách logic hay chưa để thể hiện được cái quan điểm mà người viết đặt ra ở trong bài. Nhìn lại các đoạn văn mà tác giả đã viết thì các em sẽ thấy các luận điểm ở đây được trình bày sắp xếp một cách rất rõ ràng, khoa học, logic, tạo một sức thuyết phục rất cao. Từ luận điểm tri thức là sức mạnh, tác giả đi đến những luận điểm mang tính khẳng định rất mạnh mẽ, và rồi tác giả từ đó đi đến phê phán những con người chưa biết quý trọng gì. Và tất cả những luận điểm như thế nó đã thể hiện được một cái quan điểm, một cái luận điểm xuyên suốt của toàn văn bản, đó chính là tri thức là sức mạnh, là điều mà tác giả muốn trình bày qua cái văn bản này. Đây là một cái điểm hết sức quan trọng trong cái việc sắp xếp nội dung, sắp xếp các luận điểm khi chúng ta xây dựng, và nó kéo theo cả những luận cứ, luận chứng sau này của các em. Các em chú ý. Từ đây, các em xem xét lại. Chúng ta có thể liên hệ với cái bài mở đầu phép lập luận, phân tích và tổng hợp, và liên hệ với bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống. Thì theo các em, cái văn bản này đã sử dụng phép lập luận nào là chính, và cái cách lập luận như vậy nó có mang đến sự thuyết phục cho người đọc, người nghe hay không. Đây là một cái việc mà các em khi chúng ta xây dựng một văn bản thì các em cũng phải lưu ý nhé. Thì trước hết nhìn lại toàn bộ văn bản từ đoạn 1 cho đến đoạn 4, các em sẽ thấy đưa ra các luận điểm, và đằng sau mỗi cái luận điểm như vậy thì tác giả bao giờ cũng có một hệ thống lý lẽ, đặc biệt là hệ thống dẫn chứng, để làm sáng tỏ cái luận điểm mình vừa đưa ra. Như vậy, dựa vào cái căn cứ nào
chúng ta có thể kết luận rằng văn bản chủ yếu sử dụng phép lập luận chứng minh. Và từ những dẫn chứng lý lẽ cụ thể, người viết đã đi đến khẳng định cái sự đúng đắn của cái quan điểm, của cái tư tưởng chính trong bài, đó chính là sức mạnh của tri thức. Và cũng đưa ra được là ai có tri thức thì người ấy có sức mạnh. Chúng ta phải dừng lại một chút xíu ở chỗ này để lưu ý cho các em. Hệ thống dẫn chứng chỉ trở nên hiệu quả khi chúng ta phải kèm theo một cái hệ thống lý lẽ hợp lý. Sự lập luận của chúng ta nó làm cho cái minh chứng các em sử dụng đó, nó trở nên sáng rõ hơn vấn đề. Đấy, thầy lưu ý cho các em như vậy. Nhưng có điều với kiểu văn bản này thì cái việc có sự dẫn chứng nó có thể nhiều hoặc ít tùy vào người viết. Xong, những cái dẫn chứng mà các em đưa ra cần phải có tính thực tế, cần phải xác định, lưu ý cho các em. Và từ cái việc mà khẳng định cái giá trị đúng đắn của tư tưởng, của quan điểm mà tác giả đặt ra, thì tác giả cũng đi đến phê phán những con người không biết quý trọng tri thức, sử dụng tri thức sai mục đích và quá đề cao cái vai trò của tri thức, quá đề cao với bản thân nhưng chưa đề cao cái vai trò của tri thức đối với sự phát triển của người. Và xin lưu ý là không đề cao vai trò của bản tri thức đối với bản thân nhưng phải đề cao cái vai trò của tri thức đối với sự phát triển của đất nước. Xin lưu ý điều này để cho các em nắm. Chúng ta phải đặt mình vào trong cái chung của xã hội của đất nước, và đặc biệt trong cái thời đại công nghiệp 4.0 này thì các em thấy cái vai trò của tri thức nó càng cần thiết. Thì đấy là phải lưu ý cho các em như thế nhé. Và để chúng ta cùng củng cố lại, khẳng định lại một cách mạnh mẽ cái bài học này, thì theo các em, bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý mà nói là các em học, nó có khác gì với bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống mà trong tiết trước các em học? Thì chúng ta nhìn lại nội dung lý thuyết của hai bài, và kể cả bài nghị luận về sự hiện tượng đời sống mà các em đã làm bài viết rồi, thì các em thấy được như thế nào. Bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong cuộc sống thì từ một sự việc hiện tượng đang và đang diễn ra trong cuộc sống, người viết nêu ra, đặt ra được một vấn đề mang ý nghĩa tư tưởng đạo lý để hướng, để giáo dục con người sống đúng, sống tốt. Còn riêng về bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý mà ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu, thì bằng những cách giải thích, bằng sự chứng minh, bằng sự so sánh, đối chiếu, phân tích, thậm chí là bằng lối phản biện, các em, tác giả đi làm sáng tỏ một vấn đề tư tưởng đạo lý, một vấn đề mà có thể là từ ngàn xưa người ta đã mặc định nó là đúng đắn. Ngày hôm nay chúng ta bàn bạc là để gì? Để chúng ta tìm ra cái đúng, thậm chí cái chưa đúng của cái quan điểm, của cái tư tưởng đạo lý. Đồng thời chúng ta khẳng định cái tư tưởng, cái quan điểm
bức ảnh của người viết về cái tư tưởng đạo lý mà Kim Bảng đọc. Đấy là về cái sự khác biệt giữa bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý và nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống. Vậy thì đến đây chúng ta có thể đi đến kết quả chung cho bài học ngày hôm nay. Cái thứ nhất là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, là bàn luận về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người. Về mặt nội dung thì yêu cầu về mặt nội dung của bài nghị luận này là chúng ta phải làm sáng tỏ các vấn đề tư tưởng đạo lý bằng cách giải thích, chứng minh, bằng sự so sánh, bằng sự đối chiếu, bằng sự phân tích, thậm chí bằng những lý lẽ phản biện để chỉ ra chỗ đúng hay chỗ chưa đúng của một quan điểm, của một tư tưởng nào đó, nhằm khẳng định tư tưởng quan điểm đúng đắn của mình. Về hình thức thì bài viết phải xây dựng có bố cục 3 phần, phải có được những luận điểm đúng đắn, và những luận điểm đó phải được sắp xếp một cách hợp lý, logic. Bài văn phải có một hệ thống lý lẽ và dẫn chứng phù hợp, và lời văn phải chính xác, rõ ràng, cụ thể, sinh động, tránh sử dụng những cái lời văn biểu cảm khiến người đọc hiểu nhầm vấn đề, hiểu nhầm tư tưởng, cái quan điểm của bản thân. Thì ghi cho các em như vậy nhé. Thì cái phần này thì các em không cần phải ghi nhận ở trong tập, mà các em có thể gạch chân và chúng ta xem ở trong sách giáo khoa phần ghi nhớ trang 36. Thì để củng cố lại, các em cũng từ sách giáo khoa chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Chúng ta mở sách giáo khoa ở cuối bài học phần luyện tập, thì chúng ta sẽ đi vào làm bài tập sách giáo khoa trang 36. Thầy đọc qua một lần để cho các em cùng vào phần bài tập củng cố cho nó tốt. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi "Thời gian là vàng". Đoạn văn này gồm có 6 đoạn. Ngạn ngữ có câu "Thời gian là vàng", nhưng vàng thì mua được mà thời gian thì không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá. Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng nếu kịp thời chữa trị thì sống, để chậm thì chết. Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại. Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, cũng đúng lúc là lỗ. Thời gian là trí thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực bữa cái, thiếu kiên trì thì học mấy cũng không giỏi. Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được biết bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại, và về sau hối tiếc cũng không kịp. Phương Liên. Chúng ta cùng nghiên cứu nhé, để rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bài học. Và bài tập của chúng ta, trước hết các em xem văn bản trên thuộc loại văn nghị luận nào, thì các em dễ dàng nhìn thấy, phải không ạ? Nhìn lại 6 đoạn văn.
chúng ta sẽ thấy văn bản thuộc loại nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Thì văn bản mà chúng ta đang tìm hiểu đã nghị luận về vấn đề gì? Các em hãy cùng chỉ ra được các luận điểm chính của văn bản qua các đoạn văn. Thì các em sẽ thấy rằng là văn bản nghị luận về vấn đề thứ nhất, giá trị của thời gian. Các luận điểm chính mà văn bản đề cập tới thì các em sẽ thấy là có bốn luận điểm ứng ở bốn đoạn văn. Nhất, thời gian là sự sống. Luận điểm thứ hai, thời gian là thắng lợi. Luận thứ ba, thời gian là tiền. Luận điểm thứ tư, thời gian là trí thức. Đấy là bốn cái luận điểm mà có lại trong bài. Em nào xác định được thì chúng ta gạch chân bằng sách giáo khoa. Tiếp theo đó là chúng ta xem coi văn bản này đã sử dụng phép lập luận chủ yếu nào, và cách lập luận trong bài đó có sức thuyết phục như thế nào đối với người đọc mình nhé. Thì ở đây các em sẽ thấy rằng là cái phép lập luận chủ yếu ở trong bài chúng ta rất dễ nhìn ra, đó chính là phép phân tích và chứng minh. Có nghĩa là ngoài cái hệ thống dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm thì tác giả đã đưa vào đó một hệ thống lý lẽ rất ngắn gọn nhưng cũng hết sức có ý nghĩa và sắc nét. Và cách lập luận như vậy, sự kết hợp giữa phân tích và chứng minh như thế, nó đã tạo nên một sức thuyết phục mạnh mẽ. Nó giúp cho cái vấn đề giá trị của thời gian mà tác giả bàn tới nó trở nên giản dị và dễ hiểu. Cái hệ thống lý lẽ và dẫn chứng mà tác giả sử dụng đó, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về một cái tư tưởng, về một cái quan điểm mà chúng ta bấy lâu nay cảm thấy rất sát sườn. Và thời đại 4.0 của chúng ta với tất cả những nhịp sống rất hối hả, vội vã, thì chúng ta sẽ thấy rằng thời gian có một cái giá trị vô cùng to lớn đối với đời sống của con người. Thế nhưng rất tiếc, không phải ai cũng nhìn thấy được cái giá trị thời gian, ai cũng thấy được những cái giá trị mà thời gian mang lại cho cuộc sống của con người. Thời gian thấm thoát thay đưa, nó đi đi mãi có vẻ được đâu các em nhé. Cho nên con em phải quý trọng thời gian. Đấy là cái bài tập chúng ta như thế. Và để chúng ta cùng củng cố lại, khẳng định lại một cách mạnh mẽ cái bài học này, theo các em, bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý mà ngày hôm nay các em học, nó có khác gì với bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống mà trong tiết trước các em học? Thì chúng ta nhìn lại nội dung lý thuyết của hai bài, và kể cả bài nghị luận về sự hiện tượng đời sống mà các em đã làm bài viết rồi, thì các em thấy được như thế nào? Bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong cuộc sống, thì từ một sự việc hiện tượng đang và đang diễn ra trong cuộc sống, người viết nêu ra, đặt ra được một vấn đề mang ý nghĩa tư tưởng đạo lý để hướng, để giáo dục con người sống đúng, sống tốt. Còn riêng về bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý mà ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu, thì bằng những cách giải thích, bằng sự chứng minh,
bằng sự so sánh đối chiếu, phân tích, thậm chí là bằng lối phản biện. Các em, tác giả đi làm sáng tỏ một vấn đề tư tưởng đạo lý, một vấn đề mà có thể là từ ngàn xưa người ta đã. Và như thế thì bài học của chúng ta phần này cũng là kết thúc cái bài học. Về nhà thì các em cố gắng học thuộc bài, chú ý đọc và nắm thật vững những đơn vị kiến thức ở phần ghi nhớ, và chú ý phân biệt cái bài nghị luận về một sự việc hiện tượng với bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, làm hoàn chỉnh bài tập ở trong tập, và đồng thời soạn cho thầy, chuẩn bị cho thầy viết một trận đấu chín. Đó là cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Thì để học cái bài này, do nó rất là dài, các con mở sách giáo khoa trang 51 thì các em đầu tiên là đọc văn bản, và sau đó ở dưới từng phần một nó có những câu hỏi thì chúng ta tự trả lời, sau đó thì lên lớp sẽ cùng trao đổi với thầy cô và các bạn. Bài học đến đây thì là hết. Một lần nữa thầy xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và đặc biệt tất cả các em đã tập trung chú ý theo dõi tiết học ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại nhé.